Tại Trung Quốc, một đất nước có truyền thống ẩm thực lâu đời, nổi tiếng thế giới, ẩm thực Việt lại đang được ưa chuộng bởi chính những người dân Trung Quốc cũng như là những thực khách nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây. Và trong tiểu mục Dấu ấn Việt tuần này thì mời quý vị và các bạn hãy cùng ghé thăm một số nhà hàng nổi tiếng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc với những món ăn truyền thống của Việt Nam để xem tại sao món ăn thuần Việt lại ngày càng được yêu thích như vậy. Sâu trong khu phố cổ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, không dễ để tìm được đến quán ăn Việt mang tên Su Su này. Nhưng cửa hàng này lúc nào cũng đông như vậy. Khách nếu không đặt trước sẽ không có chỗ. Nhà hàng được kênh tin tức CNN và trang web du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor gọi là nhà hàng có món ăn Việt ngon nhất Bắc Kinh. Được thành lập vào năm 2011, tên của nhà hàng được lấy cảm hứng từ quả Su Su. Jonathan Ansfield là người sáng lập nhà hàng thuần Việt này. Anh là một phóng viên người Mỹ thường trú tại Bắc Kinh. Thực khách địa phương thích các nhà hàng có sân vườn và họ thích đồ ăn Việt. Ở Bắc Kinh cũng không có quá nhiều nhà hàng Việt nổi tiếng, bởi chủ yếu vì nguồn cung nguyên liệu, rau gia vị và nước chấm không có. Trước đây rất khó và cũng rất đắt để kiếm được những nguyên liệu này. Nhưng khoảng 5-7 năm gần đây, mọi việc đã dễ dàng hơn. Nhà hàng Su Su thu hút khách bởi nguồn nguyên liệu tươi ngon nhập khẩu hàng ngày từ Việt Nam sang và tay nghề của bếp trưởng là người Việt. Để khẳng định sự khác biệt của nhà hàng tại Bắc Kinh, Su Su đã chọn một số món ăn Việt đặc trưng mà không thể tìm thấy ở các nhà hàng khác. Đó là món bánh mì thịt viên, chả cá Lã Vọng và bún chả. Ở Bắc Kinh này, tôi đã đến ăn rất nhiều nhà hàng nổi tiếng như thế này. Tôi thấy nhà hàng này làm các món ăn Việt có vị rất ngon, rất giống với những món ăn thuần Việt mà tôi đã từng được ăn. Món nào cũng rất thanh đạm, phù hợp khẩu vị của tôi. Tại Bắc Kinh vài năm trở lại đây, nhiều nhà hàng của người Trung Quốc cũng bắt đầu đưa các món ăn Việt vào thực đơn của mình. Hầu hết các loại gia vị, nước sốt và các loại rau thơm đều được nhập khẩu từ Việt Nam để từ đó chế biến ra những món ăn thuần Việt. Tôi làm món ăn Việt Nam đã được 5 năm rồi. Tôi học làm món Việt từ một đầu bếp người Việt trước đây làm ở Khánh Vân Lâu. Làm món ăn Việt thực ra không khó, nhưng đòi hỏi người đầu bếp phải có những kỹ năng nhất định, bởi nguyên liệu làm món ăn Việt Nam phải được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Nhà hàng này bắt đầu phục vụ món ăn Việt từ 14 năm trước và đã giành giải thưởng Nhà hàng Trung Quốc năm 2009 cho hạng mục Đồ ăn Việt xuất sắc. Tôi rất thích đồ ăn Việt, tôi là người Paris. Ở Paris cũng như ở Pháp có rất nhiều hàng ăn Việt Nam, nhưng tôi thấy ăn đồ Việt ở Bắc Kinh ngon hơn nhiều. Món ăn Việt rất đơn giản, mộc mạc, nhưng chính sự sáng tạo tinh tế trong việc chế biến món ăn tại các vùng miền, cộng với những nguyên liệu tươi ngon đặc trưng đã khiến cho Việt Nam lọt vào danh sách 3 quốc gia có đồ ăn tốt nhất cho sức khỏe. Cuộc bình chọn này do Health.com, thương hiệu chăm sóc sức khỏe uy tín của Mỹ tiến hành. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho ẩm thực Việt ngày càng được ưa chuộng tại Trung Quốc.